Thân mến, chào các em. Vừa rồi chúng ta đã trao đổi với nhau về tiêu chuẩn tích phân và tiêu chuẩn so sánh của chuỗi số dương. Hôm nay chúng ta sẽ qua hai tiêu chuẩn mới, đó là tiêu chuẩn D'Alembert và tiêu chuẩn căn số của Cauchy. Nhưng mà trước khi qua tiêu chuẩn D'Alembert và tiêu chuẩn căn số, chúng ta nhắc thêm một vài ví dụ nữa về tiêu chuẩn so sánh mà kỳ trước chúng ta làm chưa đủ các ví dụ cần thiết để các em nắm sâu và nắm vững hơn về tiêu chuẩn so sánh. Bây giờ mời các em theo dõi tiếp những ví dụ về tiêu chuẩn so sánh bằng giới hạn của chuỗi số dương. Ví dụ chúng ta xét sự hội tụ của chuỗi 11 này nè các em đó. Với chuỗi này thì chúng ta thấy rằng mẫu số là k mũ 3 phần 4 rồi, còn tử số nó có hai cái căn này. Chúng ta có thể trục cái căn này đi bằng cách là nhân cho lượng liên hiệp của nó chẳng hạn. Thì chúng ta có ON là bằng căn của N cộng 1 trừ cho căn N trừ 1 chia cho N mũ 3 phần 4. Ở đây chúng ta thay chữ K bằng chữ N vào đây thôi, không có gì cả không nào. Chúng ta nhân tử và mẫu cho cái lượng liên hiệp muốn cái tử số này, thì tức là nhân cho căn n cộng 1 cộng cho căn n trừ 1, thì mẫu số thì chúng ta thấy nó tương đương với mấy, tương đương với 2 nhân cho căn n nhân với n mũ 3 phần 4 phải không? Tử số là ra a bình trừ b bình là ra mất cái n đi là 2. Do đó rõ ràng là chúng ta thấy có là ON sẽ tương đương với gì? Tương đương với 2 chia cho 2 là mất rồi, còn là 1 chia cho n mũ 3 phần 4 nhân với 1 phần 2 tức là 2 phần 4 là 5 phần 4. Đó, nhìn vô chúng ta biết là nó tương đương với mũ 1 cho nên n mũ 5 phần 4 và do đó suy ra cái chuỗi này hội tụ không nào. Ở đây chúng ta làm hơi dài dòng một chút. Chứ nhìn vô là chúng ta biết kết quả rồi phải không nào. Đó, chúng ta viết lại cái dòng mình trang vừa rồi thôi các em đó. Viết lại cái dòng vừa rồi. Đó rồi chúng ta có nè. Tử số còn là 2, mẫu số là cái này nè. Cái này là tương đương với gì? Tương đương với 2 nhân cho căn n. Căn n tức là 2 nhân cho n mũ 1 phần 2. 2 đơn giản cho 2 n mũ 1 phần 2 nhân với n mũ 3 phần 4 là ra n mũ 5 phần 4. Thì chúng ta có ON tương đương với n. Ở đây chúng ta viết thêm như thôi. Không cần nó nào. Ở đây đó, chúng ta viết thêm thôi, VN là này nè. Viết thêm thôi, không cần thiết. Hiển nhiên là nó tương đương rồi. Đó, lim cái này bằng 1 nè các em. Đó. U anh tương đương V anh nghĩa là lim của U anh chia V anh bằng 1 đó. Nhưng chúng ta đã nhận xét ở trang trước rồi, phải không? Nhưng chúng ta đã nhận xét rồi. Giờ thôi các em không cần để ý cái này nữa, phải không? Biết là nhìn vô chúng ta biết là lim của U anh chia V anh bằng 1 rồi. Ở đây là chúng ta viết ra cho nó dài dòng rõ ràng hơn thôi, nhưng mà thật ra không cần thiết. Và chúng ta có cái chuỗi sigma 1 trên k mũ 5 phần 4 là hội tụ rồi các em. Alpha bằng 5 phần 4 lớn 1 hội tụ nè. Đó. Chuỗi sigma 1 trên k mũ 5 phần 4 hội tụ. Do đó suy ra chuỗi đã cho chúng ta cũng hội tụ phải không nào? Cũng là chuỗi hội tụ. Đó. Cái chuỗi đã cho. Thì nhìn vô chúng ta biết nó hội tụ rồi. Làm thì chúng ta làm dài dòng như vậy chứ nhận xét là chúng ta thấy ngay nó hội tụ. Tương tự như vậy chúng ta sẽ xét thêm hai cái ví dụ mà làm nhanh thôi các em phải không? Dùng tương đương chúng ta làm nhanh thôi. Về tiêu chuẩn so sánh bằng giới hạn của chuỗi số dương. Rồi, ví dụ xét cái chuỗi này nè. Trong có UN bằng gì? UN là bằng log của 1 cộng 1 trên N nhân cho sin 1 chia cho căn N. Chúng ta có log 1 cộng x thì tương đương với x khi tiến về 0. X tiến về 0 tức là 1 trên N cũng tiến về 0 này đó. Thì cái này tương đương với 1 trên N. Sin của V thì tương đương với V. Khi V tiến về 0 tức là sin 1 trên căn N là tương đương với 1 trên căn N. Hai này nhân nhau là bằng 1 chia cho n mũ 3 phần 2.
ta có UN tương đương với 1 trên N mũ 3 bằng 2, nghĩa là lim cái này chia cái này bằng 1, ở đây là ra số K bằng 1 đó các em. Do đó UN, sigma UN và sigma VN là cùng bản chất phải không nào? Mà chuỗi này nè các em, đó 1 trên K mũ 3 bằng 2, alpha lớn hơn 1 đó, hội tụ phải không? Do đó suy ra chuỗi đã cho chúng ta là hội tụ. Hội tụ phải không nào? Thật ra nhìn vô cái biết liền nè, log 1 cộng 1 trên K là tương đương 1 trên K, cái này sin 1 trên 1 trên căn K là tương đương 1 trên căn K. Do đó chuỗi này tương đương với chuỗi là 1 trên K mũ 3 bằng 2, mà cái này hội tụ, suy ra cái này hội tụ. Đó, nhìn vô thấy liền phải không nào? Chúng ta biết dài dòng vậy thôi, nhìn vô là biết liền phải không nào? Rồi chúng ta xét thêm một ví dụ nữa rồi chúng ta sẽ qua tiêu chuẩn D'Alembert. Rồi ví dụ như xét cái chuỗi này nè các em, thì các em thấy là UN nè log 1 chia cho 1 cộng cho 1 trên căn N, thì nguyên cái này tương đương với 1 trên căn N. Sin của V, khi V tiến về 0 thì cũng tương đương với V là tương đương 1 trên căn N. Hai này nhân nhau bằng 1 trên N. Mà cái chuỗi sigma 1 trên K, K bằng 1 tới vô cực, phân kỳ, do đó suy ra chuỗi 13 này phân kỳ vậy thôi. Thế nào đó, chúng ta nói nhanh qua cái này thôi, cái này cũng dễ, nhìn vô biết nó phân kỳ được không? Cái này tương đương 1 trên căn K, này tương đương 1 trên căn K, nhân vô là nguyên cái chuỗi này tương đương với sigma 1 trên K. Đó, chuỗi này phân kỳ, suy ra cái chuỗi này là phân kỳ luôn các em. Đó, suy ra chuỗi đã cho của chúng ta là phân kỳ. Rồi cái ví dụ này khép lại cái những cái ví dụ về cái phần tiêu chuẩn so sánh bằng giới hạn. Bây giờ chúng ta qua một cái tiêu chuẩn mới xét sự hội tụ của chuỗi số dương, đó là tiêu chuẩn D'Alembert. Bây giờ cho chuỗi số thực dương, dĩ nhiên là với uk dương với mọi k lớn hơn hay bằng n0 nào đó, tức là bỏ đi một số các số hàng đầu thì không ảnh hưởng đến sự hội tụ hay sự phân kỳ của chuỗi. Và các em nhớ cho rằng trong trường hợp hội tụ thì nó có ảnh hưởng đến tổng của chuỗi đó. Bây giờ chúng ta giả sử rằng chúng ta có cái giới hạn là lim của un cộng 1 chia cho un bằng d. Giả sử là lim UN cộng 1 chia UN bằng D. Các em nhớ nha, UN cộng 1, UN, cái này là số hạng thứ N cộng 1, cái này số hạng thứ N. Rồi bây giờ chúng ta có 3 trường hợp sau đây các em. Trường hợp thứ nhất là D nhỏ hơn, ở đây chúng ta nhận xét là D của chúng ta lớn bằng 0 rồi, D nhỏ hơn 1 thì hội tụ, D lớn hơn 1 thì phân kỳ, D bằng 1 thì không có kết luận tổng quát. Chúng ta ghi cái kết luận của định lý của chúng ta này. Chúng ta viết lại đó, lim này bằng D, D nhỏ 1 thì chuỗi hội tụ, D lớn hơn 1 chuỗi số đã cho là một chuỗi phân kỳ. Chúng ta không có kết luận tổng quát khi D bằng 1. Khi D bằng 1 nghĩa là khi D bằng 1 thì có khi chuỗi nó phân kỳ, có khi chuỗi nó hội tụ, vân vân. Tuy nhiên chúng ta có thể chứng minh được nếu như chúng ta có UN cộng 1 chia UN lớn hơn 1 với mọi N lớn bằng N0 thì chuỗi đã cho là phân kỳ. Thì chuỗi đã cho là phân kỳ. Chúng ta chứng minh điều này là tại sao chúng ta có cái này thì chuỗi phân kỳ này các em. Nếu có cái này thì chúng ta thấy rằng cái dãy này là một dãy tăng với mọi N lớn bằng N0 phải không nào? Thì khi đó chúng ta có cái này là dãy tăng nè, với mọi n lớn n 0. Các em. Nghĩa là UN sẽ lớn hơn bằng UN 0 với mọi n lớn bằng n 0. Do đó dãy tăng chúng ta nhân này lên này, nó dương nhân lên, còn nó tăng lên chúng ta có UN lớn bằng UN 0 với mọi n lớn bằng n 0. UN chúng ta lớn hơn một cái dãy giống như đây là dãy VN đi.
đây là dãy hằng, thì cái dãy này hội tụ về UN 0. Do đó UN của chúng ta hoặc là không hội tụ, hoặc hội tụ về một giới hạn lớn hơn bằng UN 0 là một số dương. Do đó UN chúng ta hoặc không hội tụ, hoặc hội tụ về một số lớn hẳn hơn không. Nên chúng ta kết luận rằng UN không tiến về không. Hay nói cách khác đi là liêm của UN khác không. Theo điều kiện cần về sự hội tụ của chuỗi, chúng ta kết luận rằng chuỗi này là phân kỳ. Không nào? Vậy thì nếu như các em có cái này này đó, có điều kiện này, thì các em kết luận là chuỗi phân kỳ. Không nào? Kết luận là chuỗi phân kỳ. Ví dụ, xét sự hội tụ của chuỗi sigma k bằng 1 tới cộng vô cực 2 mũ k chia cho k dây thừa. Bây giờ chúng ta có UN nè, là bằng 2 mũ n chia n dây thừa. Rồi chúng ta xét liêm của UN cộng 1 chia UN. UN cộng 1 là 2 mũ n cộng 1 chia n cộng 1 dây thừa nè. Thế n bằng n cộng 1 vô đây để các em đó. Chia cho UN tức là nhân đảo ngược cái này lên nè, tức là nhân cho n dây thừa chia 2 mũ n. Cái này đơn giản ra chúng ta còn ở tử số là 2, mẫu là n cộng 1. Do đó nguyên cái này tiến về 0 nè các em. Tiến về 0 nhỏ hơn 1 thì ra chuỗi này hội tụ, phải không? Chúng ta viết tiếp qua phần trang bên cạnh đó các em, là cái này sẽ tiến về 0 đó. Nhìn vô chúng ta thấy tiến về 0 rồi, thấy không? Đó, nó bằng là viết lại cái dòng của trang phía trước này các em đó. Là bằng liêm của 2 chia n cộng 1. Là bằng 0 nhỏ hơn 1. Chúng ta suy ra là gì? Suy ra là chuỗi của chúng ta là sao các em? Hội tụ, phải không nào? Nhỏ một hội tụ, lớn một phân kỳ. Chuỗi này hội tụ. Suy ra cái chuỗi đã cho này là một chuỗi hội tụ. Rồi chúng ta xét tiếp những ví dụ khác nữa để cho các em làm quen với cái tiêu chuẩn D'Alembert này. Rồi xét sự hội tụ của cái chuỗi tử số là 1 nhân 3 nhân 7 nhân vân vân nhân 2k trừ 1. Mẫu số là k dây thừa. Rồi bây giờ chúng ta có UN là gì các em? UN là thế k bằng n vô thôi này, đó UN. Rồi chúng ta thử xét là UN cộng 1 chia cho UN. Sau này làm bài đó các em cứ viết UN cộng 1 chia UN. Rồi các em viết ra, rồi các em đơn giản, rồi các em đề tiến về máy cũng được, khỏi chỉ viết chữ liêm cũng được. Nếu làm bài cụ thể thì các em có thể viết UN trên UN cộng 1 chia UN bằng cái này. Đơn giản nó đi ra một số nào đó, cho một mũi tên tiến về đâu đó, khỏi cần viết chữ liêm cũng được. Đó. Rồi giờ các em thấy chúng ta UN cộng 1 là này nè các em, chia cho UN là nhân đảo ngược cái này lên này đó. Giờ đơn giản đi thì chúng ta thấy tử số còn gì, tử số còn 2 âm cộng 1. Mẫu số còn gì? Mẫu số còn âm cộng 1. Lấy liêm ra nó tiến về 2 không các em? Đó. Nhìn vô đây thấy liêm tiến về 2 rồi. Sau này các em viết UN chia UN cộng 1 chia UN bằng 2N cộng 1 chia N cộng 1. Cho một mũi tên tiến về 2. Suy ra chuỗi phân kỳ. Đó. Viết vậy cho nó nhanh không nè. Rồi chúng ta có liêm bằng 2N cộng 1 chia cho N cộng 1 bằng 2. Lớn hơn 1. Suy ra chuỗi của chúng ta là chuỗi số, chuỗi đặt là chuỗi số 2 này nè các em, là chuỗi phân kỳ, phải không? Là chuỗi phân kỳ. Đó, cái này mấy cái tiêu chuẩn này dễ sử dụng lắm các em, phải không? Các em chỉ biết lấy hàng những dãy số đơn giản thôi, phải không? Dãy số này lớp 11 ai cũng biết lấy hết, phải không nào? Liêm này bằng 2 ai cũng biết, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta xét tiếp một ví dụ khác nữa các em. Đó. Chắc ví dụ là cho chuỗi sigma k bằng 1 tới cộng vô cực của 3k cộng 1 dây thừa chia cho 8 mũ k nhân cho k bình phương. Rồi bây giờ chúng ta coi thử UN của chúng ta là gì nào. UN là thế k bằng n thôi các em, là 3n cộng 1 dây thừa chia cho 8 mũ n nhân cho n bình phương. Rồi chúng ta xét tỷ số UN cộng 1 chia cho UN nè. UN cộng 1 chia cho UN, có chữ liêm phía trước chúng ta.
không cần để ý cũng được, là bằng, tức là chúng ta thay n bằng n cộng 1 là 3n cộng 1, thành là 3n cộng 3 với cộng 1 là 4 này các em, dây thừa đó. Mẫu số thay n bằng n cộng 1, n thay bằng n cộng 1. Rồi, chia cho uan là chia cho cái này nhân đảo ngược lên này các em. Chia nào đảo ngược lên là 8n nhân n bình phương, chia cho 3n cộng 1 dây thừa đem xuống dưới. Lấy hai này đơn giản cho nhau chúng ta được gì nào? Còn lại là 3n cộng 2 nhân 3n cộng 3 nhân 3n cộng 4. Cái này chia cái này là gì? Là còn 8 với mẫu số. Cái này thì giữ nguyên đi cũng được. N bình phương chia cho n cộng 1 tất cả n phương đi. Giữ nguyên cũng được. Rồi chúng ta sẽ có bằng gì nào? Bằng. Cái này chúng ta viết lại nè các em. Viết lại dòng trang bên trước nè. Đó. Chia ra thì chúng ta còn 3n cộng 4 nhân 3n cộng 3 nhân 3n cộng 2. N bình phương giữ nguyên. Cái này đơn giản này là còn 8 nè các em. N cộng 1 tất cả bình phương giữ nguyên. Thì chúng ta thấy tử số nó tương đương với mấy? 3 là 27. 27 mũ 3 nhân với n bình phương là 27 mũ 5. Mẫu số tương đương với 8n bình phương à. Đó. Phải nào? Do đó cái này bằng cộng vô cực. Bởi vì bậc của tử lớn bậc của mẫu này bằng cộng vô cực. Là lớn hơn 1. Suy ra chuỗi đã cho là phân kỳ, không kém. Cái này bằng cộng vô cực. Lớn hơn 1. Suy ra chuỗi đã cho là phân kỳ. Chúng ta viết lại cái dòng bên trang vừa rồi nè các em đó. Suy ra chuỗi đã cho của chúng ta là một chuỗi phân kỳ. Là chuỗi phân kỳ. Rồi chúng ta xét thêm một ví dụ nữa. Dùng tiêu chuẩn D'Alembert nè các em. Ví dụ cho sigma k bằng 1 tới cộng vô cực của ơ mũ k nhân cho k dây thừa chia cho k mũ k. Chúng ta có un bằng ơ mũ n nhân n dây thừa chia cho n mũ n. Chúng ta thử lim, xét lim của un cộng 1 chia un đi các em. Thì un cộng 1 là thay chữ n bằng n cộng 1 cho đây nè các em. N thay bằng n cộng 1. N thay bằng n cộng 1. N thay bằng n cộng 1. Chia cho un nghĩa là nhân cho cái phân số này đảo ngược trở lên nè các em. N mũ n chia cho ơ n nhân n dây thừa. Dạ, cam đơn giản đi là cái này còn là ơ ở trên tử nè. Cái này đơn giản đi còn n cộng 1 trên tử nè. Cái này đem xuống dưới đi các em. Đem xuống dưới rồi bỏ n cộng 1 ra ngoài nữa phải không? N cộng 1 đơn giản bớt luôn nè các em, trên tử đơn giản bớt luôn thì cái này còn lại là ở trên là ơ, ở dưới là n cộng 1 chia cho n mũ n thôi phải không? Cái này sẽ có giới hạn là 1 nè các em. Giới hạn là 1 là chúng ta không kết luận được thì chúng ta phải chứng minh bằng cách khác. Cái chuỗi này hội tụ về phân kỳ bằng cách khác phải không nào? Nhìn qua chúng ta thấy cái giới hạn này bằng 1 phải không? Đó, cái này chúng ta viết lại cái dòng bên kia thôi các em. Đơn giản đi các em, đơn giản đi thì chúng ta có là đó, lim của ơ. Cái này đem xuống dưới mẫu nè, rồi chia ra luôn đó. Chia cho cái này 1 cộng 1 cho nên là mũ n bằng 1 đó. Cái này tại cái này tiếng về ơ nè các em, bằng 1. Rồi, bằng 1 thì chúng ta không có kết luận được. Nhưng các em thấy rằng là gì? U anh chia U anh là cộng 1 bằng ơ chia cái này. Mà chúng ta, như chúng ta đã biết, cái này là một dãy tăng nghiêm cấp và hội tụ về ơ. Do cái này, mẫu số này luôn luôn nhỏ hơn ơ với mọi anh nè. Do đó chúng ta có U anh trên anh U anh cộng 1 chia U anh là luôn luôn lớn hơn 1 với mọi anh nè, phải không nào? Ta chưa thể kết luận được bởi vì nó bằng 1. Tuy nhiên chúng ta có là U anh cộng 1 chia U anh là lớn hẳn hơn 1 nè các em đó. Chúng ta nói rồi nè, đây là dãy tăng nghiêm cấp và hội tụ về ơ. Nên chúng ta có 1 cộng 1 trên n mũ n này luôn luôn nhỏ hơn ơ với mọi n. Từ đó chúng ta suy ra u anh cộng 1 chia u anh là lớn hẳn hơn 1. Tại chúng ta chia xuống nè các em, lớn hẳn 1 với mọi n. Với mọi n mà chúng ta không ghi ra đó. Rồi từ đó chúng ta suy ra, nhân này lên nè các em. UN cộng 1 lớn hơn UN, lớn hơn hay bằng UN0 nào đó phải không? Tại vì đây là dãy tăng đó các em. Do đó suy ra UN hoặc không hội tụ, hoặc hội tụ về một giới hạn lớn hơn hay bằng UN0. Nghĩa là UN không tiến về 0, không tiến về 0. Cái điều này chúng ta nói đi nói lại mấy lần hồi nãy giờ rồi đó các em. Phải nào?
nghĩa là UN không tiếng Việt không. Bởi vì chúng ta có UN hoặc không có giới hạn, hoặc có giới hạn lớn hơn hay bằng UN 0 là một số lớn không, nên suy ra UN không tiếng Việt không. Theo điều kiện cần của chuỗi số hội tụ, chúng ta suy ra cái chuỗi đã cho chúng ta là một chuỗi phân kỳ, ok, một chuỗi phân kỳ. Chuỗi đã cho là phân kỳ. Các em nhớ là khi d bằng 1 thì không kết luận được, do đó chúng ta phải chứng minh bằng cách khác, phải không? Ở đây chúng ta lại dùng điều kiện cần chứng minh UN chia cho UN cộng 1 chia cho UN lớn hẳn hơn 1 với mọi N đó. Bây giờ chúng ta qua một cái tiêu chuẩn mới nữa là tiêu chuẩn căn số của Cauchy, tiêu chuẩn căn số của Cauchy. Bây giờ chúng ta phát biểu cái định lý về tiêu chuẩn Cauchy trước khi chúng ta xét đến những ví dụ của nó. Okay. Bây giờ tiêu chuẩn Cauchy cũng là chỉ xét những chuỗi không âm thôi các em, những chuỗi không âm. Cho chuỗi không âm thỏa điều kiện là ở đây không phải là không âm mà tiêu chuẩn không âm cũng được, chuỗi này không âm cũng được, không cần dương cũng được em. Thỏa điều kiện là UK lớn hơn hay bằng không với mọi K lớn bằng N, hoặc là với mọi K cũng được. Tức là chúng ta có thể bỏ đi một số hữu hạn, các số hạn đầu của cái chuỗi này. Giả sử chúng ta tồn tại cái giới hạn là lim của căn bậc n của UN khi n tiến về cộng vô cực bằng c. Ở đây á, chữ tồn tại này đừng có hiểu lầm là c này là hữu hạn, mà c này có thể bằng cộng vô cực đó. Bởi vì UN là lớn bằng 0 rồi, do đó nên ở đây c chúng ta là lớn bằng 0 và có thể bằng cộng vô cực, có nghe đó. Nói chung là giả sử ta có giới hạn sau thì đúng hơn là chữ tồn tại. Tồn tại là các em làm có thể hiểu ngầm rằng chữ C này là hữu hạn. Nhưng ở đây C có thể bằng cộng vô cực đó các em. Thì chúng ta cũng có kết luận tương tự như là tiêu chuẩn D'Alembert vậy các em. Tiêu chuẩn như D'Alembert, tương tự như tiêu chuẩn D'Alembert. Nghĩa là khi C nhỏ hơn 1 thì chuỗi số đã cho là hội tụ. Khi C lớn hơn 1 thì chuỗi số đã cho là một chuỗi phân kỳ. Và cũng tương tự như tiêu chuẩn D'Alembert, chúng ta không có kết luận tổng quát khi C bằng 1. Khi C bằng 1, chúng ta không có kết luận tổng quát khi C bằng 1. Tương tự như vậy, nếu như mà các em chứng minh được là UN cộng 1 lớn hơn UN với mọi N lớn bằng N0 thì các em cũng suy ra được chuỗi là phân kỳ. Đó nào. Tương tự như D'Alembert vậy đó các em. Đó. Ở đây chúng ta không ghi ra nhưng mà tương tự như vậy. Nếu như các em chứng minh được là UN cộng 1 lớn hơn UN với mọi N lớn bằng N0 nào đó thì chúng ta cũng kết luận được là chuỗi chúng ta là phân kỳ. Rồi bây giờ chúng ta xét những ví dụ để minh họa cái tiêu chuẩn Cauchy mà chúng ta vừa phát biểu vừa rồi đã các em. Ví dụ xét sự hội tụ của chuỗi sigma k bằng 1 đến cộng vô cực của 1 chia cho 5 mũ k nhân cho 1 cộng 1 trên k lũy thừa k bình phương. Nhìn vào đây thì các em thấy rằng chúng ta có thể có ngay cái kết quả căn bậc n của UN tiến về mấy các em? Tiến về 1 phần 5 này. Nhân với ơ phải không? Tức là ơ chia 5 đó. Nhìn vô rồi biết nó hội tụ rồi đó các em. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ làm tiếp đi phải không? Vẫn cứ làm tiếp. Chúng ta có UN bằng gì nào? UN chúng ta là bằng 1 chia cho 5 mũ N nhân với 1 cộng 1 trên N lũy thừa N bình phương. Rồi căn bậc N của nó là gì?
căn bậc n là mất n này đi, cái này mất bớt cái số bình phương đi, phải không? Lim căn bậc n của n là bằng lim căn bậc n cái này này đó, nhưng chúng ta nhận xét là bằng 1/5 nhân cho 1/1, 1 + 1 trên n lũy thừa n thôi, nó tiến về ơ trên 5 đó các em, nhìn vô là biết liền, phải không nào? Nhìn vô biết liền. Đó, chúng ta có là lim căn bậc n của un là chúng ta viết lại cái dòng này của trang phía trước đó các em, đó bằng 1/5 nhân với 1 + 1 trên n lũy thừa n bằng ơ trên 5, như chúng ta đã nhận xét ngay từ đầu, phải không? Ơ là bằng 2,7 mấy đó các em, là nhỏ hơn 3, chia cho 5 là nhỏ hơn 1. Các em thấy không? Nhắc lại với các em là cái này nhỏ hơn 1. Tương tự như tiêu chuẩn D'Alembert thì chuỗi số sigma k bằng 1 đến cộng mũ cực của 1 chia 5 mũ k cho 1 + 1 trên k lũy thừa k bình phương của chúng ta là hội tụ, không nào? Hội tụ. Thì nó cũng giống như tiêu chuẩn D'Alembert vậy các em, cứ nhỏ hơn 1 hội tụ, lớn 1 phân kỳ, bằng 1 thì chưa kết luận được gì. Đó nè. Bây giờ chúng ta xét tiếp một ví dụ nữa. Xét tiếp một ví dụ nữa về tiêu chuẩn căn số của Cauchy. Đó nè. Giờ xét sự hội tụ của cái chuỗi sigma k bằng 1 đến cộng vô cùng 9 mũ k nhân với 1 trừ 2 chia k lũy thừa k bình phương. Nhìn vào đây thì các em thấy là căn bậc n của un sẽ tiến về đâu nào? Cái này tiến về 9 nè, cái này tiến về là ơ mũ trừ 2, do đó nó là bằng 9 chia cho ơ bình phương, ơ bình phương là nhỏ hơn 9, do đó cái này lớn 1. Nhìn vô là biết nó phân kỳ rồi đó các em, phải không? Nhìn vô biết phân kỳ, nhưng mà các em chưa quen nên chúng ta làm từ từ, phải không? Làm từ từ. On bằng 9 mũ n, thay chữ k bằng n thôi các em, nhưng cho 1 trừ cho 2 chia cho n lũy thừa n bình phương. Bây giờ chúng ta lấy lim của căn un nè các em, lim của căn un là bằng lim căn bậc n của nguyên cái này nè, căn ra là được cái này còn 9 nè, cái này còn 1 trừ 2 chia cho n mẫu n, phải không nào? Rồi chúng ta sẽ viết cái này dòng này lại bên trang kế tiếp, phải không? Đó, chúng ta viết cái dòng của trang cái trang phía trước qua đây nè, đó. Rồi bằng gì? Cái này còn 9 nè, cái này mất cái số bình phương đi, đó. Chúng ta có lim của 1 cộng cho A chia cho N, mũ N thì tiến về ơ mũ A. Ở đây A bằng trừ 2, nên cái này tiến về ơ mũ trừ 2. Ơ mũ trừ 2 tức là 1 trên ơ bình phương đó các em. Do đó nguyên cái lim này là bằng 9 chia cho ơ bình phương. 9 chia cho ơ bình phương thì lớn hơn 1, bởi vì ơ bình phương là bằng 2,7 mấy bình phương lên là nhỏ hơn 9. Cái này lớn hơn 1. Lớn 1 thì suy ra chuỗi đã cho chúng ta là gì? Là phân kỳ, không nào? Từ đó chúng ta suy ra chuỗi số đã cho chúng ta là chuỗi 6 này các em đó. Là một chuỗi phân kỳ, phải không? Là một chuỗi phân kỳ. Đã nhìn vào thì các em biết là phân kỳ thôi, chúng ta làm từ từ thôi, chứ nhìn vô là biết liền thôi nè. Nếu các em quen với việc lấy giới hạn của dãy số thì nhìn vô các em biết ngay kết quả là phân kỳ hay hội tụ liền. Rồi chúng ta xét thêm một ví dụ nữa về tiêu chuẩn căn số của Cauchy. Các xem một ví dụ nữa nè các em. Ví dụ như là sigma k bằng 1 tới cộng vô cực căn k, rồi nhân với k chia cho 4 k trừ 3 lũy thừa 2 k. Thì nhìn vô đây thì các em thấy nếu mà căn bậc n thì cái này tiến về đâu các em? Cái này là tiến về 1 nè các em, phải nào? Còn cái này mất cái gì? Mất cái k đi, còn nguyên này cái này tiến về 1/4 bình phương. Cuối cùng cái này sẽ tiến về 1/16 đó các em. Nhìn vô là chúng ta biết nó un sẽ tiến về 1/16, nghĩa là chuỗi này hội tụ, phải không? Nhìn vô biết liền rồi đó. Nhưng mà giờ chúng ta làm từ từ đi, tại các em chưa quen nên chúng ta làm từ từ thôi. Chứ thật ra nếu các em quen, các em nhìn vô là các em biết nó hội tụ phân kỳ liền.
đó nè, chúng ta có UN là bằng căn bậc N của N chia cho 4N trừ 3 lũy thừa 2N. Do đó lim căn bậc N của UN sẽ bằng căn bậc N của cả này này các em đó. Chúng ta sẽ viết dòng này lại, dòng này viết lại ở trang kế tiếp. À, chúng ta sẽ viết dòng này ở trang kế tiếp. Đó, chúng ta viết dòng ở trang phía trước qua đây này đó. Rồi, cái này nó mất cái N này, còn là cái N chia cho 4 trừ 3 tất cả bình phương này đó. Còn căn bậc N, còn cái này là N mũ 1 2 này các em. Cái này thì tiến về 1 này các em đó. Cái này tiến về 1. Các em nhớ cho căn bậc N của N mũ alpha với mọi alpha thuộc R đi các em. À, với mọi alpha thuộc R. Hay với mọi alpha dương đi. Thì nó đều tiến về 1. Thật ra là với mọi alpha thuộc R cũng được, nó đều tiến về 1. Còn cái này thì nó tiến về 1 phần 4 bình phương lên là 1 phần 16. Do đó kết quả của chúng ta là căn bậc N của UN tiến về 1 phần 16 nhỏ hơn 1. Suy ra chuỗi đã cho của chúng ta là một chuỗi hội tụ. À, suy ra chuỗi đã cho là chuỗi hội tụ. Rồi chúng ta lại xét thêm những ví dụ nữa nè các em. Bây giờ xét sự hội tụ của cái chuỗi này. Chuỗi này đó thì mới nhìn vô các em thấy nếu căn bậc N nó ra là chúng ta mất cái K này đi không? Còn K trừ 1, còn cái này chúng ta có thể viết là K chia cho K cộng 1 rồi trừ 1, tức là thành 1 trừ cho 1 chia cho K cộng 1 đó các em. Đó, chúng ta viết UN là bằng N trừ 1 chia cho N cộng 1. Lũy thừa N nha, N trừ 1. Cái này chúng ta viết lại là gì? Cộng 1 trừ cho 2 này các em đó. Do đó, N cộng 1 chia N cộng 1 ra 1, còn trừ cho 2 chia cho N cộng 1. Giống như A cộng B chia C bằng A chia cho B cộng cho A chia cho C cộng B chia C là ra cái này này các em đó. Cái lũy thừa này giữ nguyên nè. Rồi bây giờ chúng ta xét căn lim của căn bậc N của UN này các em, là nó sẽ mất cái số N này không nè. Lim của căn bậc N của UN là bằng lim của N tiến về cộng vô cực phải không? Của 1 trừ cho 2 chia cho N cộng 1. N nhân cho N trừ 1. Rồi bây giờ chúng ta viết lại cái dòng này ở trang kế tiếp. Chúng ta sẽ viết lại dòng này ở trang kế tiếp. Rồi bây giờ các em thấy là gì? Mất bớt số N này đi các em. Mất bớt cái số N này đi. Đó. Mất bớt cái N này đi. Này. Còn là lim của 1 trừ cho 2 chia N cộng 1. Lũy thừa N trừ 1. Bây giờ chúng ta viết cho cái số này nè các em. Lũy thừa này nó giống cái số này nè. Lim của 1 cộng cho A chẳng hạn. Chia cho N lớn đi chẳng hạn. Lũy thừa N lớn. Khi N lớn tiến về cộng vô cực thì nó tiến về ơ mũ A phải không? A đây là bằng trừ 2 nè các em. Còn chúng ta viết thành đây là N trừ 1 và thành N cộng 1. Tức là có nghĩa là cộng thêm 2. Thì nhân cho lũy thừa. Tức là trừ đi cho 2 nè các em đó. Nguyên cái này trừ cho 2. Mà cái này tiến về. Nguyên này tiến về 1. Cái này tiến về 0. Nguyên này tiến về 1. Lũy thừa trừ 2 vẫn là 1. Còn nguyên này tiến về ơ mũ trừ 2 nè các em. Các em nhớ cho lim của 1 cộng cho A chia cho N chẳng hạn. Lũy thừa N khi N tiến về cộng vô cực thì bằng ơ mũ A. Ở đây A bằng trừ 2. Ơ mũ trừ 2. Ơ mũ trừ 2 là nhỏ 1 phải không các em? Tức là 1 trên ơ bình phương đó. Là 1 trên ơ bình phương nhỏ hơn 1. 1 trên ơ bình phương nhỏ hơn 1. Do đó, chúng ta có chuỗi của chúng ta là sao? Chuỗi số chúng ta là hội tụ phải không nào? Chuỗi số chúng ta là hội tụ. Do đó chúng ta suy ra chuỗi số chúng ta là
k trừ 1 chia cho k cộng 1, lũy thừa k nhân k trừ 1 là một chuỗi hội tụ, là một chuỗi hội tụ. Bây giờ chúng ta nhắc lại nha các em, nhắc lại là gì? Là chúng ta có lim của 1 cộng với a chia cho n mũ n. Khi n tiến về cộng vô cực, khi n tiến về cộng vô cực là bằng ơ mũ a, bằng ơ mũ a. Do đó ở trên đó chúng ta có là lim của gì? 1 trừ cho 2 chia cho n cộng 1 lũy thừa n cộng 1, tức là thay chữ n bằng n cộng 1 đó các em. Thì nó tiến về ơ mũ trừ 2, ơ mũ trừ 2 như trên đó. Chúng ta nhắc lại là chúng ta có công thức này. Tương tự như vậy thì các em cũng có công thức là lim của 1 cộng x, không? Lũy thừa 1 trên x. Khi x tiến về 0 là bằng ơ. Hoặc là các em có lim của x tiến về 0 của a nhân x mũ x thì nó tiến về ơ mũ a. Đó, tương tự các em cũng có như vậy. Không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét thêm một ví dụ nữa. Trường hợp căn bậc n của un lại tiến về một số bằng 1. Lúc đó chúng ta lại không có thể kết luận được là hội tụ hay phân kỳ, mà phải làm một cách khác, phải không các em? Bây giờ chúng ta xét thêm một ví dụ nữa. Ví dụ này chúng ta đã từng xét trong phần điều kiện cần rồi, giờ chúng ta nhắc lại cho các em. Ta xét thêm một ví dụ nữa. Ví dụ xét sự hội tụ của chuỗi này nè các em. Ví dụ này chúng ta đã từng làm một lần ở trong phần điều kiện cần rồi đó. Bây giờ chúng ta nhắc lại ở đây một lần nữa. Chúng ta coi thử căn bậc n của nó tiến về đâu nào. Chúng ta có un là bằng thay k bằng n thôi các em, bằng ơ mũ n nhân n lũy thừa n bình phương chia cho n cộng 1 lũy thừa n bình phương. Bây giờ chúng ta đem cái n mũ n bình phương xuống dưới mẫu luôn nè các em, còn ở trên là ơ mũ n thôi đó. Bây giờ các em nhìn vô các em coi thứ nào, un chúng ta tiến về đâu nào, căn un tiến về đâu? Căn un là ở tử số là mất cái n và mẫu số mất cái bình phương, thì ở trên tử số là ơ, mẫu số tiến về ơ là bằng 1. Vậy thì chúng ta có căn bậc n của un tiến về 1. Tiến về 1. Nên chúng ta không thể sử dụng tiêu chuẩn Cauchy ở đây được, phải không các em? À, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tiêu chuẩn của điều kiện cần đó, của sự hội tụ. Thì chúng ta biết rằng là n cộng 1 chia cho n mũ n là một dãy tăng nghiêm cách và hội tụ về ơ, là một dãy tăng nghiêm cách và hội tụ về ơ. Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh rằng un cộng 1 chúng ta sẽ lớn hơn un với mọi n, phải không? Theo tính chất của dãy tăng nghiêm cách thì chúng ta có là n cộng 1 chia cho n lũy thừa n luôn luôn nhỏ hơn ơ với mọi n thuộc về n sao, tức là các số nguyên dương đó các em. Rồi chúng ta lũy thừa n hai vế đi các em, thì chúng ta có là n bình phương nè, cái này là ơ mũ n, chia xuống chúng ta có là ơ n chia cho n cộng 1 chia cho n mũ n bình phương luôn luôn lớn hơn 1 với mọi n thuộc về n sao. Thì chúng ta thấy là un lớn hơn 1, điều đó có nghĩa là gì? Un hoặc không có giới hạn, hoặc tiến về một giới hạn lớn hơn hay bằng 1, không nào? Do đó chúng ta kết luận rằng là un không tiến về 0, hay nói cách khác đi là lim của un khi n tiến về cộng vô cực là khác không. Các em nhớ cho rằng là un lớn bằng bn thì giới hạn của un phải luôn luôn lớn hơn bằng giới hạn của bn nếu như giới hạn của un và bn tồn tại. Do đó un hoặc không tồn tại giới hạn, hoặc tồn tại giới hạn và phải lớn hơn bằng 1. Từ đó chúng ta kết luận rằng un không tiến về 0.
UN không tiến về không thì chúng ta kết luận rằng chuỗi số đã cho chúng ta là phân kỳ. Thì cái ví dụ này cũng đã khép lại cái bài học của chúng ta hôm nay. Thì mong rằng là các em phải ở nhà tự giác đọc lại bài và làm thêm nhiều bài tập. Bởi vì học toán mà muốn hiểu sâu và nhớ lâu thì có một cách tốt nhất là phải làm nhiều bài tập thôi. Do đó, mong rằng ngoài những giờ học ở lớp, ngoài những giờ xem trên HTV4, các em còn phải tự giác đọc thêm và làm nhiều bài tập nữa. Thân ái chào các em, hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.